Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Mở đầu trailer tập 247 Đấu La Đại Lục là hình ảnh Thiên Nhận Tuyết đang hoàn thành địa cửu khảo của mình. Trong cửa ải thù hận này, người thứ hai mà nàng phải đối mặt chính là Bì Bì Đông. Dù cho người kia chính là mẫu thân của nàng, nhưng đồng thời cũng là kẻ thù nàng căm hận vô cùng. Tinh thần Thiên Nhận Tuyết chấn động mạnh mẽ, ý chí nhất thời trở nên cường đại hơn. Thiên Sứ Thanh Kiếm đem theo sức mạnh quét ngang qua, hướng phía hai cái khổ chảo của Bì Bì Đông mà đâm tới. Một cách này đã đánh bay bản thể của Bì Bì Đông. Ngay sau đó, hư ảnh màu xanh ngọc bích kia rơi vào vô tận rồi biến mất. Rất nhanh, hư ảnh thứ ba trong cửa ải này của Thiên Nhận Tuyết cũng hiện ra. Không khó để nàng có thể nhận ra người này dù chỉ là cái bóng. Thật vậy, Đường Tam chính là đối thủ mà nàng luôn coi trọng. Không chỉ vậy, sâu bên trong tâm can của nàng, nam nhân này đã khiến cho nàng cảm mến. Nhưng mà con đường thống nhất đại lục mà Gia Gia đã dọn sẵn cho nàng vẫn còn ở phía trước. Phúc Hồn Đế Quốc muốn vững mạnh thì sự tồn tại của Đường Tam chính là một trở ngại vô cùng lớn. Nội tâm Thiên Nhận Tuyết lúc này đang không ngừng đấu tranh, linh hồn nàng cũng theo đó và trở nên hỗn loạn. Trong khi đó, ở tinh đấu Đại Xâm Lâm, Đường Tam sau khi đột phá 95 cấp thì hắn không nghỉ ngơi mà tiếp tục đi tìm kiếm hồn hoàn cho Hạo Thiên Trùy. Lâm Ngân lĩnh vực lần nữa triển khai, Đường Tam phát hiện khoảng cách đến trung tâm tinh đấu Đại Xâm Lâm đã rất gần. Ngay khi hắn hướng tinh thần lực tới một hồ nước nhỏ, đột nhiên Đường Tam thoáng cái phát hiện ba cỗ hơi thở cường đại. Phóng người lên, tốc độ phi hành trong nháy mắt gia tăng, bóng dáng Đường Tam giống như lưu tinh cảm nguyệt hướng về trung tâm tinh đấu Đại Xâm Lâm bay tới. Trên đường đi, hắn kinh hãi phát hiện hồn thú chung quanh khu vực này đều đang chạy trốn. Thấy vậy, Đường Tam trực tiếp đem tốc độ chính mình tăng lên tới cực hạn, thậm chí không thể mở dấu hơi thở của chính mình. Ba con hồn thú hiển nhiên đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nhưng là ba tên này không có ý tứ tránh lui, càng không có ý chạy trốn mà là tụ tập cùng một chỗ chờ đợi hắn đến. Phù một tiếng, Đường Tam từ trên trời giáng xuống, chớp mắt hắn là ba con ma thú giống nhau như đúc, chúng lạnh lùng phủ phục tại bên hồ nhìn chằm chằm Đường Tam. Mặc dù trước đó Lâm Ngân lĩnh vực đã dò xét, nhưng chứng kiến bản thể ba con hồn thú này thì Đường Tam vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Theo hiểu biết của hắn, tu vi 3 vạn năm mới có thể đạt tới một thước, mà lúc này chớp mắt Đường Tam xuất hiện ba con thiên quân nghĩa dài đều vượt qua 3 thước. Đường Tam có thể khẳng định ba con thiên quân nghĩa này đều đã đạt đến cấp bậc thiên quân nghĩa hoàng, tu vi chúng nó sợ rằng phải đạt tới 9 vạn năm. Hơn nữa, ba con thiên quân nghĩa hoàng này thân thể đều có biến dị, khoảng cách đột phá giới hạn cuối cùng tiến vào cấp bậc 10 vạn năm đã không xa rồi. Chớp mắt vùng hồ nhỏ này không chỉ là vị trí trung tâm tinh đấu Đại Xâm Lâm, đồng thời cũng là nơi linh khí nhiều nhất, là địa phương thích hợp nhất cho hồn thú tu luyện. Ba huynh đệ thiên quân nghĩa hoàng tự nhận thực lực không tầm thường đã chiếm lấy nơi đây. Tự nhận ở trong tinh đấu Đại Xâm Lâm không còn địch thủ, thậm chí còn tự xưng là vương giả của xâm lâm. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi chúng nó cảm nhận được hơi thở sắc bén của Đường Tam thì vẫn không nguyện ý rời đi. Ngay trước khi Đường Tam tới đây, ba con thiên quân nghĩ hoàng này vẫn dựa vào sự đặc thù cả thiên quân nghĩ hướng tới tất cả các tộc đàn thiên quân nghĩ trong tinh đấu Đại Xâm Lâm truyền lệnh. Xác lịch bọn họ mỗi ngày phải đưa lên 30 con kiến chúa để làm thức ăn cho chúng, nếu không sẽ tiêu diệt các tộc đàn đó. Đáng tiếc, bọn họ hôm nay lại gặp Đường Tam. Đường Tam sao có thể tiếp tục cho phép chúng nó tiếp tục chiếm lấy địa phương, Đại Minh cùng Nhị Minh nghỉ chân trước. Chậm rãi nhấc ngang hải thần Tam do kích trong tay, ánh mắt Đường Tam từ từ trở nên lạnh như băng. Trong tay cầm hải thần Tam do kích, lạnh lùng lên tiếng. Ai cho phép các ngươi xâm chiếm lãnh địa của Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên? Hắn biết, thiên quân nghĩ tu luyện đến nghĩ hoàng, trí tuệ cũng sẽ tăng lên tới trình độ nhất định. Lời hắn vừa nói ra, chắc hẳn bọn chúng hoàn toàn có thể hiểu được. Đối mặt với sự chất vấn của Đường Tam, ba con thiên quân nghĩ hoàng chắc là lắc lắc đầu của mình, hai con ở hai bên thong thả tách ra hai phía, hình thành thế nửa vây quanh Đường Tam, dần dần áp bức đi lên. Ba huynh đệ này không hổ là ở cùng một chỗ, sinh sống nhiều năm, động tác đều nhịp nhàng, giống như là hình ảnh trong gương, bất luận là tốc độ vỗ cánh hay là từ trên mặt đất lên độ cao đều là giống nhau như đúc. Hào quang màu lam trong nháy mắt khuếch tán, bởi vì đối mặt là ba đối thủ, cho nên Đường Tam đương nhiên sẽ không cho bọn hắn có cơ hội giáp công. Lâm Ngân lĩnh vực trực tiếp phóng xuất ra, hơn nữa tăng lên tới cảnh giới xâm la vạn tượng. Ba con thì thế nào, cho dù đối mặt ba đối thủ có tu vi 9 vạn năm, Đường Tam cũng không có nửa phần lý tứ lùi bước. Hắn chính là muốn nhìn một chút thực lực mình hiện giờ đã đạt tới trình độ nào rồi. Đến đây thì cũng hết tập 247 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.